Israel hậm hực, chiến cơ ồ ạt xuất kích, đòn trả đũa sắp mở màn, Mỹ, Iran cạnh bao nóng. Israel tiếp tục không kích dữ dội Lebanon, thương vong bắt đầu tăng. Kế hoạch phản bội khiến trùm ma túy Mexico sa lưới FBI. Báo Israel, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dường như đe dọa xâm lược Israel. Israel họp khẩn, chiến cơ ồ ạt xuất kích, đòn trả đũa chưa có tiền lệ sắp mở màn, Mỹ, Iran cảnh báo nóng. Theo trang Al-Monitor, khả năng các cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn của Israel sẽ sớm diễn ra. Nhiều nước đang kêu gọi các công dân của nước mình rời Liban, càng sớm càng tốt. Nội các an ninh Israel họp khẩn quyết định tấn công trả đũa vào Liban. Reuters đưa tin, nội các an ninh của Israel trong ngày 28 tháng 7 theo giờ địa phương đã ủy quyền cho chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định cách thức và thời điểm đáp trả vụ tấn công rocket vào thị trấn Maidan Sham ở cao nguyên Golan, phần do Israel kiểm soát trước đó một ngày, khiến 12 thanh thiếu niên và trẻ nhỏ thiệt mạng. Nói cách khác, quyết định đáp trả đã được đưa ra, vấn đề còn lại chỉ nằm ở cách thức và thời điểm. Quân đội Israel gọi vụ tấn công trên là vụ tấn công đơn lẻ đẫm máu nhất nhằm vào Israel kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Hiện tại, cả Israel và Mỹ đều cáo buộc vụ tấn công do nhóm vũ trang Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Liban tiến hành. Trong khi đó, Hezbollah phủ nhận các cáo buộc có liên quan. Cuộc tấn công này do Hezbollah thực hiện, đó là rocket của Hezbollah và chúng được phóng từ khu vực mà nhóm vũ trang này kiểm soát, Nhà Trắng cho hay. Các quan chức Liên Hợp Quốc cảnh báo bước leo thang mới có thể nhấn chìm toàn bộ khu vực trong một thảm họa vượt sức tưởng tượng. Bộ trưởng Ngoại giao Liban Abdallah Bar-Harbit cho biết, nước này đã yêu cầu Mỹ thúc giục Israel kiềm chế. Trong khi đó, Washington cũng đề nghị Liban truyền thông điệp tới Hezbollah để nhóm vũ trang này thể hiện sự kiềm chế của họ. Chiến đấu cơ của Israel ồ ạt xuất kích khi đòn trả đũa chưa từng có tiền lệ cận kề. The Times of Israel dẫn lời các quan chức nước này cho biết, chính phủ Israel dự kiến sẽ phê duyệt một cuộc trả đũa lớn và mức độ phản ứng của Hezbollah trước cuộc đáp trả này sẽ quyết định mức độ leo thang ở phía bắc Israel. Trước và trong lúc cuộc họp nội các an ninh của Israel diễn ra, các máy bay chiến đấu của lực lượng phòng vệ Israel IDF ồ ạt tấn công các mục tiêu ở miền nam Liban. Israel News cho biết, dự kiến các đợt tấn công tương tự sẽ tiếp tục diễn ra trong lúc chính phủ Israel lựa chọn các phương án cho cuộc tấn công trả đũa chưa từng có tiền lệ, nhằm vào Liban kể từ chiến tranh Liban lần thứ hai năm 2016. Theo tờ Al-Monitor, khả năng các cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn của Israel sẽ diễn ra sớm. Hiện tại, Ả Rập Xê Út, Pháp, Na Uy và Thụy Điển đều đang kêu gọi khẩn cấp các công dân nước này rời Liban càng sớm càng tốt. Tình trạng hoảng loạn đã lan rộng ra khắp Liban do lo ngại về cuộc đáp trả của Israel sau vụ tấn công ở Maidan Sham. Tờ này cho hay, Mỹ, Iran cảnh báo nóng. Nga, Iran và Mỹ đã lần lượt đưa ra phản ứng trước vụ tấn công nhằm vào cao nguyên Golan và kế hoạch đáp trả của Israel. Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo Israel về hậu quả không lường trước được nếu Tel Aviv nghĩ tới bất kỳ cuộc phiêu lưu quân sự nào mới ở Liban. Mọi biện pháp đáp trả của IDF đều có thể dẫn tới nguy cơ mở rộng phạm vi bất ổn và làm lan rộng ngọn lửa chiến tranh trong khu vực. Trong trường hợp đó, Israel sẽ phải chịu trách nhiệm cơ bản và gánh chịu những hậu quả không lường trước được vì hành vi ngu ngốc này, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Nasser Kanani tuyên bố. Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow lên án mọi cuộc tấn công khủng bố, bao gồm cuộc tấn công rocket vừa diễn ra vào cao nguyên Golan và cuộc tấn công của Hamas vào Israel tháng 10 năm 2023. Tuy nhiên, ông Lavrov đồng thời lưu ý rằng hành động đáp trả của Israel trước cuộc tấn công của Hamas là không thể chấp nhận được bởi nó vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế. Kênh tin tức Axios Mỹ dẫn lời một quan chức Israel cho biết, ông Amos Hochstein, cố vấn của Tổng thống Joe Biden đã bày tỏ lo ngại với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant rằng nếu Israel tấn công Beirut, Hezbollah có thể tấn công lãnh thổ Israel bằng tên lửa tầm xa. Theo chuyên gia Ona Mirohi từ Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel, Hezbollah sở hữu từ 150.000 đến 200.000 tên lửa và tên lửa thuộc nhiều tầm bắn khác nhau. Kho vũ khí này lớn hơn ít nhất 5 lần so với Hamas và chính xác hơn nhiều. Vũ khí dẫn đường của Hezbollah có thể bắn tới các cơ sở cấp nước, điện, thông tin liên lạc và các khu dân cư đông đúc. Báo Israel, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dường như đe dọa xâm lược Israel. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ cuối cùng có thể sẽ tiến vào Israel do cuộc xung đột dai dẳng giữa Israel và Hamas.
Ngày 28 tháng 7, Đài RT, Nga, chạy dòng tít, quốc gia NATO đe dọa xâm lược Israel. Theo đó, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên Liên minh quân sự NATO, vừa cảnh báo về kịch bản đưa quân vào Israel. Báo The Times of Israel, Israel, cũng đăng tin cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 28 tháng 7 dường như đã đe dọa sẽ xâm lược Israel để ủng hộ người Palestine và chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 10 tháng giữa Israel và Hamas ở Gaza. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã đe dọa như vậy vào hôm 28 tháng 7 khi ông phát biểu tại một sự kiện của Đảng Công lý và Phát triển cầm quyền. Chúng ta phải rất mạnh mẽ để Israel không thể tấn công Palestine. Giống như chúng ta đã tiến vào Karabakh và như cách chúng ta đã tiến vào Libya, có lẽ chúng ta sẽ làm điều tương tự với họ, Israel. Không có gì chúng ta không thể làm. Chúng ta phải mạnh mẽ, ông Erdogan phát biểu. Trong phát biểu trên, Tổng thống Erdogan có đề cập đến việc Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp vào cuộc nội chiến Libya, cũng như cuộc giao tranh Nagorno-Karabakh gần đây. Mặc dù Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan từ lâu là người ủng hộ hàng đầu cho quyền lợi của người Palestine, nhưng nhìn chung ông tránh trực tiếp đe dọa xâm lược Israel. Do đó, phát ngôn mới nhất của ông gây sự chú ý trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas vẫn tiếp diễn. Theo The Times of Israel, đây là tuyên bố mới nhất trong một loạt tuyên bố khiêu khích mà ông Erdogan đã đưa ra nhằm vào Israel và Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong những tháng qua sau khi xung đột Israel-Hamas nổ ra. Tuy nhiên, tờ báo này cho rằng vì Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của NATO mà cũng bao gồm Mỹ, Canada, Anh, Đức và các đồng minh khác của Israel, nên ông Erdogan gần như chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối dữ dội nếu ông cố gắng thực hiện hành động quân sự nào đó trong cuộc chiến ở Gaza. Israel tiếp tục không kích dữ dội Lebanon, thương vong bắt đầu tăng. Ngày 29 tháng 7, Reuters cho biết máy bay không người lái UAV của quân đội Israel đã thực hiện một cuộc tấn công vào thị trấn Sabra, miền nam Lebanon. Cuộc tập kích khiến 2 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Cũng theo Reuters, đây là cuộc tấn công có thương vong về người đầu tiên của Israel vào Lebanon sau vụ tấn công tên lửa vào cao nguyên Golan hôm 27 tháng 7. Ngày 28 tháng 7, Israel tuyên bố rằng lực lượng Hezbollah phải trả giá sau khi đổ lỗi cho họ về vụ tấn công bằng tên lửa ở cao nguyên Golan, khiến 12 trẻ em thiệt mạng và 44 người bị thương. Vụ việc này đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh toàn diện có thể bùng phát trong khu vực. Cuộc tấn công hôm 27 tháng 7 có khoảng 30 quả đạn bay từ miền nam Lebanon vào lãnh thổ Israel. Để đáp trả cuộc không kích tại cao nguyên Golan vừa qua, Israel đã đe dọa nhằm vào Hezbollah bằng một cuộc chiến toàn diện. Trong khi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Israel Katz cho biết, phong trào này đã vượt qua mọi ranh giới đỏ. Nội các an ninh Israel cũng có cuộc họp khẩn cấp với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant vào tối 28 tháng 7 nhằm quyết định thời điểm và phạm vi của các hành động quân sự trả đũa. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sau đó đã lên tiếng ủng hộ Israel và nói rằng mọi dấu hiệu cho thấy vụ tấn công là do Hezbollah bắn tên lửa. Trong khi đó, Hezbollah đã phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công, tuyên bố rằng vụ việc có thể do tên lửa đánh chặn của Israel gây ra. Israel và Hezbollah đã bắn tên lửa vào nhau gần như hàng ngày kể từ khi Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Và những cuộc giao tranh này ngày càng trở nên bất ổn. Cộng đồng quốc tế đang tìm cách giảm căng thẳng giữa Israel và Hezbollah, nhưng lo ngại về một cuộc chiến tranh khu vực lớn vẫn hiện hữu. Israel muốn loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa của Hezbollah, trong khi Hezbollah cho biết lực lượng này đã sẵn sàng cho cuộc xung đột. Cuộc xung đột toàn diện giữa Israel và Hezbollah đang ở ngưỡng bùng nổ, và các bên liên quan cần nỗ lực để kiềm chế và ngăn chặn một cuộc chiến tranh tổng lực có thể gây thảm họa nghiêm trọng cho khu vực Trung Đông. Kế hoạch phản bội khiến trùm ma túy Mexico xa lưới FBI. Sau khi máy bay phản lực cỡ nhỏ cất cánh từ Mexico, đặc vụ FBI đã chờ sẵn trên đường băng ở Texas để bắt hai trùm ma túy, một già một trẻ. Một trong hai hành khách ở trên chiếc máy bay tư nhân từ Mexico sang El Paso, bang Texas, Mỹ là Joaquin Quiman Lopi, khoảng 38 tuổi, con trai trùm ma túy khét tiếng Joaquin El Chapo Guzman Loera, kẻ đang thụ án trung thân trong một nhà tù an ninh nghiêm ngặt ở Colorado. Hành khách còn lại là trùm ma túy Ismael Anmayo Jambada, người đã cùng với El Chapo sáng lập ra băng đảng Sinaloa. Sau khi El Chapo bị bắt, Jambada, 76 tuổi, được coi là thủ lĩnh băng đảng.
Ông trùm này là mục tiêu hàng đầu của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI suốt 40 năm qua, với khoản tiền thưởng lên tới 15 triệu đô la Mỹ cho người cung cấp manh mối bắt giữ. Zambada bước lên chiếc máy bay hôm 25 tháng 7 mà không ngờ rằng Joaquin đã phản đội mình và nhóm người chờ sẵn trên đường băng ở El Paso là các đặc vụ FBI. Vụ bắt Zambada diễn ra sau cuộc đàm phán giữa FBI và Joaquin, ông trùm trẻ tuổi của bang Sinaloa. Đặc vụ FBI đã nhiều lần thuyết phục Joaquin nộp mình nhưng không đặt nhiều hy vọng về cơ hội thành công. Bởi vậy, họ vô cùng bất ngờ khi mà Joaquin cuối tuần trước nhắn tin thông báo đầu thú và sẽ tới Mỹ cùng với Zambada. El Mayo là mục tiêu ngoài sự mong đợi, một quan chức Mỹ xấu tên cho hay. Không ai ngờ có thể bắt được ông ta. Giới chức Mỹ cho hay, Joaquin đã lừa Zambada lên máy bay bằng cách nói với ông ta họ đang tới xem bất động sản ở phía Bắc Mexico. FBI lập tức phối hợp với các cơ quan điều tra an ninh nội địa HSI yêu cầu nhân viên từ các văn phòng địa phương ở El Paso khẩn cấp đến sân bay để giăng lưới. Kế hoạch cấp gáp đến mức các đặc vụ suýt không thể nào đến kịp đường băng lúc phi cơ hạ cánh. Một công nhân tại sân bay quốc tế hạt Doña Ana, bang New Mexico gần El Paso cho biết đã nhìn thấy chiếc máy bay cỡ nhỏ Big Cracking Air hạ cánh trên đường băng chiều 25 tháng 7, nơi các đặc vụ liên bang chờ sẵn. Hai người xuống máy bay và bị bắt mà không kháng cự, người này nói. Việc FBI bất ngờ bắt El Mayo và cách ông ta bị Joaquin phản bội đã làm chấn động giới buôn bán ma túy ở Mexico, dấy lên nỗi lo sợ về rạn nứt đẫm máu giữa hai gia đình kiểm soát những địa bàn lớn trong băng đảng Sinaloa. Zambada được coi là một trong những tay trùm ma túy gây hậu quả nghiêm trọng nhất trong lịch sử Mexico. Joaquin, con trai của El Chapo, kế thừa di sản từ cha và quản lý một phần băng đảng Sinaloa. Hiện chưa rõ nguyên nhân thực sự khiến cho Joaquin phản bội bậc cha chú trong băng đảng, nhưng các nguồn tin này cho biết nhiều khả năng anh ta muốn đạt được thỏa thuận có lợi với Mỹ và giúp đỡ anh trai là Ovidio, người đã bị bắt và dẫn độ sang Mỹ năm 2023. Tiết lộ gây chú ý về xạ thủ bắn tỉa sau vụ ông Trump bị ám sát hụt. Vụ ông Trump bị ám sát hụt nêu bật căng thẳng giữa nhóm bảo vệ cựu tổng thống và mật vụ Mỹ, cũng như đặt nghi vấn về hiệu quả trong cách thức liên lạc giữa các bên làm nhiệm vụ. Khoảng 20 đến 25 phút trước khi Thomas Matthew Group nổ súng vào cựu tổng thống Donald Trump hôm 13 tháng 7 tại Pennsylvania, xạ thủ bắn tỉa đã nhìn thấy người này có hành vi kỳ lạ và gửi ảnh tới một trung tâm chỉ huy do cảnh sát tiểu bang và đặc vụ thuộc cơ quan mật vụ Mỹ điều hành. Tuy nhiên, ba nguồn tin giấu tên cho biết, các đặc vụ bảo vệ sát ông Trump và những người sau cánh gà đặt câu hỏi tại sao họ chưa từng nhận được cảnh báo này. Họ khẳng định mình không biết lính bắn tỉa địa phương làm mất dấu group hay một sĩ quan địa phương khác trên mái của một tòa nhà nằm ngoài khu vực giám sát an ninh của cuộc vận động, đã nhìn thấy group nằm đó và cầm súng. Theo ba nguồn tin trên, đội đặc vụ của ông Trump phát hiện nguy hiểm cận kề lần đầu tiên khi tiếng súng vang lên lúc 18 giờ 11 phút theo giờ địa phương, 8 phút sau khi cựu tổng thống bước lên sân khấu. Lúc này, một số cố vấn hàng đầu của ông Trump đang ở trong lều trắng lớn phía sau sân khấu. Họ đã nghĩ loạt súng nổ là pháo hoa và không cúi xuống ngay lập tức. Nhóm cố vấn lần đầu biết có gì không ổn khi nghe tiếng súng nổ và cảm thấy khó hiểu khi không nhận được cảnh báo về nghi phạm để hoãn lại thời gian ông Trump lên sân khấu. Nhóm của ông Trump và một số người đứng đầu cơ quan mật vụ Mỹ đã có nhiều bất đồng khi cơ quan này nhiều lần từ chối yêu cầu của đội như lắp đặt thêm máy đo từ trường, tăng thêm lính bắn và các nhóm chuyên trách khác tại sự kiện. Hai bên cũng nhiều lần xung đột về vấn đề hậu cần và an ninh tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa vào đầu tháng 7. Ngoài ra, các thành viên Quốc hội Mỹ nhiều lần đặt câu hỏi về việc giao tiếp kém hiệu quả giữa các bên tạo cơ hội cho group bắn ông Trump. Một người giấu tên cho biết, đôi khi tại các cuộc vận động của ông Trump cũng xuất hiện những thông tin về những người hoặc hoạt động nghi vấn. Tuy nhiên, thông thường, những người có hành tung đáng ngại thường ở bên trong phạm vi được bảo vệ nghiêm ngặt. Điều này đồng nghĩa họ đã được sàng lọc bằng máy đo từ trường, quét những ai mang theo vũ khí. Dẫu vậy, điều này không áp dụng cho trường hợp của Group khi anh nằm ngay bên ngoài khu vực giám sát an ninh. Tại phiên điều trần của Hạ viện hôm 22 tháng 7, cựu giám đốc cơ quan mật vụ Mỹ Kimberly Chito đã được hỏi tại sao cơ quan này không hoãn bài phát biểu của ông Trump lại hoặc hành động quyết liệt hơn khi cảnh sát địa phương báo cáo về một người khả nghi. Bà nói rằng những báo cáo như vậy là chuyện thường ngày. Tại một số địa điểm, chúng tôi luôn xác định những cá nhân đáng nghi, điều đó không nhất thiết đồng nghĩa họ cấu thành mối đe dọa, bà nói. Đại tá Christopher L. Paris, người đứng đầu cảnh sát bang Pennsylvania, cho hay, thời điểm đó, hơn 100 người cần được chăm sóc y tế vì thời tiết nắng nóng.
Các viên chức đang xử lý báo cáo về một đứa trẻ 6 tuổi mất tích và 3 người gây nghi vấn khác ngoài group. Về lý thuyết, càng có nhiều người trên cùng một kênh trong trường hợp cần cấp cứu y tế hoặc một đứa trẻ 6 tuổi bị lạc và mọi người cùng dùng một lúc thì hệ thống liên lạc sẽ bị tê liệt, ông nói. Lính đánh thuê Wagner tăng viện 700 quân tới Mali, sẵn sàng trả đũa. Sau vụ phục kích gây thiệt hại nặng nề về nhân sự, công ty quân sự tư nhân Wagner đã phải khẩn cấp tăng cường lực lượng lớn Mali. Các sự kiện gần đây ở miền Bắc Mali một lần nữa thu hút sự chú ý của thế giới đến xung đột giữa lực lượng chính phủ và phiến quân Tuareg. Trận giao tranh đã khiến cho hàng chục quân nhân Mali và binh sĩ của Wagner, PMC của Nga thiệt mạng và bị thương, đã gây tiếng vang rất lớn, được các nguồn tin như Reuters và AP xác nhận. Ngoài ra, nhiều kênh Telegram của các nhân vật nổi tiếng tại Nga cũng xác nhận binh sĩ Wagner bị quân nổi dậy Tuareg phục kích, dẫn đến tổn thất đáng kể. Người phát ngôn của Tuareg, ông Mohamed El Maalou Ramadan cho biết, giao tranh vẫn tiếp diễn trong 2 ngày tại khu vực Tinzawaten, gần biên giới Algeria. Theo tuyên bố, phiến quân đã đánh bại toàn bộ nhóm tác chiến gồm có quân đội Mali và lính đánh thuê, tiêu diệt một lực lượng đáng kể nhân lực và trang thiết bị của đối phương. Một số binh sĩ Mali và các thành viên của Wagner PMC được cho là đã đầu hàng phiến quân Tuareg, xác nhận mức độ nghiêm trọng của đòn tấn công đối với lực lượng chính phủ. Trong cuộc giao tranh, quân nổi dậy đã bắt giữ các xe bọc thép, xe tải và xe chở dầu, đồng thời bắn rơi một chiếc trực thăng tấn công Mi-24 ở gần thành phố Kindle. Ngược lại, quân đội Mali cho biết chỉ 2 binh sĩ thiệt mạng và 10 người khác bị thương, cũng như 2 xe bọc thép và 2 xe bán tải bị phá hủy, còn quân nổi dậy mất tới 20 người và một số phương tiện. Tuy vậy, trong diễn biến mới nhất, công ty quân sự tư nhân của Nga xác nhận đã gửi quân tiếp viện với số lượng đáng kể tới Mali. Họ được điều động từ Nga, Syria và Cộng hòa Trung Phi, quy mô nhóm tác chiến này có thể lên đến 700 người. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình trong khu vực ngày càng tồi tệ và sự gia tăng số lượng các cuộc đụng độ quân sự. Đây là bước đi hợp lý bởi vì phần lớn các nguồn tin đều cho biết Wagner BMC đã mất tới 80 binh sĩ và cả chỉ huy hàng đầu của mình trong trận đánh gần đây. Nga kiểm soát 2 thị trấn chiến lược ở miền đông Ukraine. Nga thông báo hôm 28 tháng 7 rằng các lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát 2 ngôi làng ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine, khi họ tiến về thành phố Borovsky, phía tây bắc thủ phủ của khu vực. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, phía Moscow đã kiểm soát được các ngôi làng lân cận Progress và Zhegernivka, cách nhau vài km. Vào ngày 27 tháng 7, Nga tuyên bố đã đẩy lùi Ukraine khỏi làng Lozovatsky gần đó. Trong tháng 7, Nga liên tục thông báo giành thêm lãnh thổ từ tay Ukraine vào khoảng 10 khu vực trong thời gian qua. Ukraine chưa bình luận về thông tin từ Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận lực lượng Kiev đang chịu áp lực dồn dập trên mặt trận Donetsk trong bài phát biểu hôm 28 tháng 7. Hướng Donetsk đang gặp rất nhiều thách thức và hướng Borovsky là nơi có số lượng cuộc tấn công của Nga lớn nhất trong những tuần này. Các cuộc tấn công dữ dội nhất đối thủ diễn ra ở đó. Bất kỳ ai ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga và phá hủy tiềm năng tấn công của Moscow đều đang thực hiện một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong cuộc chiến này, ông nói. Borovsky cách vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát chưa đầy 25 km. Thị trấn này nằm ở giao lộ đường bộ và đường sắt, khiến cho nơi đây trở thành điểm hậu cần quan trọng cho quân đội và dân thường ở miền đông Ukraine. Nga đã tăng cường các nỗ lực tấn công vào mặt trận miền đông trong thời gian qua, giành được các bước tiến nhỏ nhưng khá chắc chắn. Các thông tin trên chiến trường cho thấy Nga đang tận dụng ưu thế tiềm lực quân sự áp đảo để dội mưa hỏa lực xuống các mục tiêu của Ukraine. Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 28 tháng 7 tuyên bố đẩy lùi 29 cuộc tấn công trong khu vực, nơi Nga đang cố gắng đánh bật các đơn vị của đối thủ. Ông Zelensky trong khi đó tiếp tục kêu gọi các đồng minh cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không. Ông cáo buộc Nga đã ném 700 quả bom dẫn đường và hơn 100 máy bay không người lái tự sát chỉ trong tuần qua vào các mục tiêu của Ukraine. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.